À, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kê khai thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% ở trong phần mềm hỗ trợ kê khai theo Nghị quyết 43 và Nghị định 15 của Chính phủ. Thì trước tiên, các bạn hãy khởi động chương trình hỗ trợ kê khai thuế. Thì để giúp cho chương trình chạy hoàn hảo, không có bị thoát ra, thì các bạn hãy nhấn giữ phím Shift, đồng thời lít chuột phải vào trong HTKK. Các bạn chọn là Run as Administrator. Sau đó là bạn chọn Yes. Bạn nhấn là đồng ý. Ở trong cái mục là thuế giá trị gia tăng, các bạn sẽ chọn là tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01 thông tư 80. Ở trong phần phụ lục thì các bạn sẽ chọn là phụ lục 43/2022 QH15. Sau đó nhấn đồng ý. Các bạn sẽ kê cái phụ lục tên hàng hóa dịch vụ. Mình lấy ví dụ như là tủ lạnh. Giá trị hàng hóa dịch vụ 7 triệu. Thì thuế suất là 10%, thuế suất giảm là 8%. Như vậy là thuế giá trị gia tăng được giảm là 140.000. Sau đó ở trên tờ khai thì nó sẽ để ở chỉ tiêu 33. Các bạn sẽ nhập vào ở đây 10%. Thì nó là 560.000. Tức là bình thường là 10% thì nó là 700.000, nó sẽ giảm 140.000. Thì nó còn ở 560.000. Sau đó là các bạn nhấn nút ghi. Thì nó sẽ cảnh báo là màu vàng. Màu vàng có nghĩa là chỉ tiêu 33 là bằng 32 nhân 10% trừ đi tổng cột 6 trên phụ lục với các dòng thuế suất 10%. Tức là cột 6 là cột này. Thì đối với cái màu vàng thì nó vẫn cho các bạn kết xuất file XML để gửi cho cơ quan thuế, còn màu đỏ thì nó mới không cho các bạn kết xuất file. Sau đó bạn nhấn là kết xuất. Bạn chọn là kết xuất XML. Mình sẽ lưu ngoài màn hình. Ngoài ra bạn có thể là chọn là kết xuất Excel để các bạn có thể thao tác ở trên Excel. Tuy nhiên, để gửi cho cơ quan thuế thì các bạn phải gửi file XML. Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn cách kê khai 8% thuế trị gia tăng được giảm ở trên tờ khai giá trị gia tăng theo thông tư 80. Nếu có những cái vướng mắc gì, các bạn hãy để lại ở trong phần bình luận video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.